600.000 một đôi, 600.000 một đôi. Cặp tép chuẩn chống cháy, 5 châm nhập khẩu. Trang bị chống cháy 100%. Dây dài 1 mét rồi, về đấu đít loa, đi đâm đi, đi cục đẩy. Đây là khung gỗ đời mới cực đẹp. Có hai màu đen và màu gỗ. Loại 600k này dùng được các loại loa bát. Từ bát 20 đến bát 50, loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều được. Dùng cho các loại cục đẩy, âm ly, công suất từ 2 sò đến 40 sò, 60 sò. Dây dài 1 mét rồi, về đấu đít loa, đi đâm đi, đi cục đẩy. Phễu này 12 x 12, chiều cao 16 phân, có hai màu đen và màu gỗ. Bên mình ship hàng khắp Việt Nam. Anh em muốn mua được những cặp tép chuẩn xịn và xứng đáng đồng tiền. Đây là tép chống cháy 100%. Anh em về hát karaoke phá thoải mái. Phá thoải mái nhá, vì đây là tép chuẩn chống cháy. Bên mình bảo hành 1 năm cho toàn quốc. 600.000 một đôi. Hàng xịn luôn. Từ 8 côn 2,5. 5 châm nhập khẩu. Hàng cực cao cấp. 600.000 một đôi. Bốt BMB, cây phun đứng nằm các loại. Loại này thì mình test rất nhiều chất âm rồi, mình sẽ không test lại nữa. Nay mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem thôi. Anh em về test kiểm thử hay như quảng cáo thì thanh toán. Tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn luôn. Số Zalo trên màn ảnh nhá. Anh em có thể đăng ký kênh hoặc là lên Facebook Loa Tép Thông Minh, Loa Tép Đưa Bác ạ, để xem những cái video cực chuẩn. Loại này thì hot rất lầm vip nhé các bạn nhá. Ok.